Hello anh em, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Tà Bóng TV. Hôm nay chúng ta cũng đến với trận đấu thuộc vòng 24 Ngoại hạng Anh giữa hai đội Tottenham Hotspur và West Ham United vào lúc 23:30 ngày Chủ nhật 19 tháng 2 trên sân nhà của gà trống thành London. Tottenham đã thua cả hai trận gần đây, đó là trận thua 1-4 trên sân của Leicester City ở vòng 22 Premier League và gần nhất là thua 0-1 trên San Siro trước AC Milan ở lượt đi vòng 1-8 Champions League. Riêng tại Premier League, phong độ gần đây của gà trống thành London cũng khá bất ổn, cụ thể là họ đã thua 3 thắng 2 ở 5 vòng đấu gần đây, trong đó từng thắng Manchester City nhưng lại thua cách biệt Arsenal và cả Leicester City. Tính trên mọi mặt trận, Spurs chỉ thắng 3, hòa 1 và thua 4 trong 8 trận sân nhà gần nhất. Dù rằng Harry Kane đã ghi tới 17 bàn, nhưng chừng đó là chưa đủ để đưa Tottenham vào top 4 đội mạnh nhất. Ban huấn luyện sẽ còn rất nhiều việc phải làm với cầu thủ của mình và tính toán những phương án bổ sung nhân sự nếu muốn tham dự vào C1 ở mùa giải năm sau. West Ham United từng có khoảng thời gian chật vật ở nhóm cầm đèn đỏ, nhưng với những kết quả khả quan trong khoảng thời gian gần đây đã giúp họ vươn lên và đang hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Cụ thể là búa tạ đã không thua trong 3 vòng đấu gần nhất, trong đó từng cầm hòa Chelsea và Newcastle, thắng cách biệt Everton. Tính trên mọi đấu trường, đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes cũng chỉ nhận duy nhất một thất bại trong 7 trận đấu gần đây. 6 trận ở lại họ thắng 3, hòa 3, trong đó từng đánh bại Brentford ngay trên sân khách ở đấu trường FA Cup. Hàng thủ vẫn đang là điểm tựa vững chắc cho đội bóng thành London khi trải qua 21 trận đã đấu, họ mới chỉ thủng lưới 26 lần. Điều khiến cho đội bóng này thi đấu tệ ở mùa giải năm nay xuất phát từ sự đi xuống phong độ ở hàng công khi mới chỉ ghi được 19 bàn thắng. Ngay cả người ghi bàn nhiều nhất là Jarrod Bowen cũng mới chỉ điền tên mình lên bảng tỷ số có 4 lần. Mức chấp nhà cái đưa ra cho trận đấu này là tốt chứ không phải 5. Theo anh em Tà Bóng TV chúng mình, anh em nên cân nhắc tốt handicap khi đội bóng của huấn luyện viên Conte vẫn đang thể hiện một phong độ phập phù ở mùa giải năm nay. Đối với mức chấp tài xỉu 2,75, anh em hãy đi xỉu trong trận đấu này. Cả hai đội vốn nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ và khó lòng sẽ có thể đem lại được một cơn mưa bàn thắng trong lần đụng độ sắp tới. Dự đoán Tottenham 1 đều West Ham. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tà Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.